Hôm nay mình học cái bài 18 trong sách 1 đó ha. Bài 18 trang 181 ha, 181. Bài Y út quá chia giấc sao hè. Y út là hàng xóm láng giềng, những người hàng xóm. Chia giấc sao hè là cộng đồng, một cái cộng đồng địa phương, một khu vực. Thì chúng ta sẽ có những cái từ vựng liên quan về mà cái những người hàng xóm láng giềng, và chúng ta có những cái từ vựng liên quan đến những cái chương trình hoạt động từ thiện và chia phát đồ ha, giống như là cứu cứu tế đúng không? Và có những cái dụng cụ về cái campaign là chiến dịch, những cái chiến dịch để đi phát quà, phát gì đó. Rồi chúng ta sẽ học hai ngữ pháp, động từ rào cô ha ta và động từ cộng chào cô ha ta. Chúng ta sẽ có những cái phương án, những cái giải thích. Đây là những cái chương trình đi thiện nguyện, nguyện đó là ví dụ đi xây lại nhà, dán giấy, phát kim chi, làm kim chi, hay là ủng hộ quỹ Sarange, những cái quỹ yêu thương ha. Đây là những cái chiến dịch, và đây là những cái từ vựng ha, từ vựng liên quan đến các loại trải nghiệm văn hóa, trải nghiệm văn hóa, và đặc biệt nói về văn hóa, nói về những cái tầng lớp trong xã hội, những tầng lớp thấp trong xã hội. Rồi, chúng ta có từ xô quê kệ chừng. Xô quê là nói về là mọi người bị tránh, che chừng là cái tầng lớp bị mọi người trong xã hội xa lánh, bị xa lánh, tầng lớp bị xa lánh, không được để ý, không được để ý. Xô quê này. Chiắc kệ chừng. Chiắc kệ chân là cái tầng lớp có thu nhập rất là thấp, thu nhập thấp. Xô nhân cả chăng, cả chăng nói về một cái gia đình ha. Xô nhân là những cái đứa trẻ vị thành niên là trụ cột của gia đình, ví dụ như bố mẹ qua đời sớm, đó, thì có những gia đình những vị thành niên là trụ cột, vợ chồng để lại hai đứa con, ba đứa con gì đó, thì những đứa nhỏ này nó là những cái trụ cột, những người anh, những người chị là trụ cột trong gia đình chẳng hạn. Kirisit Aton, Kirisit Sit đây là nói về xít các bạn, xít là nói về thức ăn đó. Kirisit là thiếu thiếu thức ăn, những trẻ thiếu thức ăn, những trẻ em bị đói, bị thiếu thức ăn. Cho xuân cả chồng, cho xuân, cho nói về, cho sang nói về ông bà đó, son nó về con cháu, gia đình này chỉ có ông bà và các cháu thôi, còn bố mẹ có thể là đi xa hay là đã qua đời. Cho sô tức chưng ca cu, cái này cũng là những cái người là sô tức là thu nhập các bạn, tầng lớp, những gia đình thu nhập thấp. Còn chỗ này nãy mình nói là những cái tầng lớp thấp, những tầng lớp thấp, thấp còn cũng có nghĩa là những cái địa vị hay là những địa vị trong xã hội cũng như là thu nhập nó cũng thấp, cho nên là tầng lớp khá thấp. Tốt cơ nô in, nô in là người già, tốt cơ là độc thân, hay là mình gọi là người già neo đơn, người già neo đơn. Cúc minh kỳ cho sen hoan bồ trang su cúc cha, là cái người được, cái người này là đối tượng được được hỗ trợ bảo đảm cái việc sinh hoạt căn bản, ví dụ là thu nhập rất là thấp không đủ chi tiêu thì nhà nước họ có một cái chính sách đó là hỗ trợ cho những người thu nhập thấp, nó có những cái chính sách đó ha. Rồi, na num qua bốn xa quan liên ô hi. Hồi nãy nó là nói về
trải nghiệm văn hóa đúng không? Bây giờ là những từ vựng liên quan đến vấn đề phục vụ cộng đồng hay là chia sẻ cộng đồng. Thì cái từ đầu tiên đó là cha sân sa ơ hà tà. Cha sân, cha sân này là những việc thiện, những việc từ thiện, những việc thiện, làm việc từ thiện. So we ke chân tốt ki mùi phô mùi chân tal hà tà. Chân tal hà tà là cho hay là trao tặng hay là gửi, hay là truyền, gửi tặng những cái vật phẩm để giúp đỡ những cái tầng lớp bị xa lánh, bị xã hội xa lánh. Mô cơm un tôn ấy hà tà. Mô cơm là quyên góp các bạn. Mô cơm là quyên góp, phong trào quyên góp, phong trào quyên góp. Tiếp tục, no in toi bom trong hấp sơ bì sơ để che công hà ta, là che công service là dịch vụ, và dịch vụ che công là cung ứng cái dịch vụ tổng hợp để giúp đỡ những người lớn, những người già. No in là những người lớn tuổi, có những cái dịch vụ hỗ trợ chăm sóc những người, chăm sóc tổng hợp những người lớn, lớn tuổi. Trong đó nó ví dụ như cái xe taxi cũng có xe taxi dành riêng cho những người đó, và cái nhà cũng khác vân vân. Rồi vui u i út tốt kỳ bụng sao hơi tông hà tà, là việc hoạt động từ thiện giúp đỡ những cái người hàng xóm, khi họ gặp vui u là bất hạnh, gặp những cái bất hạnh, những cái thiên tai gì đó, lũ lụt gì đó, bị bất hạnh, mất nhà, mất cửa, vân 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 vân. Hay là hỏa hoạn, hỏa cháy gì đó, vân vân. Che nưng na nưng bông xa huê tông nghệ chăm giờ hà ta. Chăm giờ hà ta là chăm giờ ta là gì? Là tham gia hoạt động tự nguyện. Che nưng là theo cái khả năng của mình, che nưng là theo cái khả năng, chia sẻ những cái hoạt động từ thiện mà theo cái khả năng của mình, giúp đỡ theo khả năng của mình. So nhớ, so nhớ ca chàng ấy huôn ấy hà tà. Huôn là hỗ trợ những gia đình có những đứa trẻ vị thành niên mà bây giờ làm chủ gia đình, làm trụ cột của gia đình. Mình là tiếng Việt mình gọi là gia đình mồ côi đúng không? Mồ côi cha mẹ thì những người anh như kệ chị làm những trụ cột trong gia đình. Murio cấp xích xôi sở bung sa rê hà tà. Bung sa là cũng là tình nguyện ha, tình nguyện, tình nguyện. Cấp xích xích cấp xích là cung cấp thức ăn miễn phí. Cung cấp thức ăn miễn phí, thiện, mình làm những cái việc từ thiện. Pul u iu top ki sân cung mới mô cung hà tà. Mô cung này mình cũng nói là mô cung như là này nè, quyên góp, tiền để giúp đỡ những người gặp cái trường hợp bất hạnh. Cha quên bông sa cha rố hoài tông hà tà, hoạt động thiện nguyện hay là hoạt động từ thiện. Những cái này thì nước nào cũng có đúng không? Và đặc biệt thì những cái người mà hoạt động gọi là hoạt động tình nguyện này á, thì bên hàng ví dụ như các bạn đổi visa E7, E9 lên E7 hay là E7 lên F2 chẳng hạn, thì các bạn đi trong thời gian các bạn đi làm thì cuối tuần các bạn có thể những chương trình đi hoạt động tình nguyện này á, thì các bạn đi nhiều như vậy thì nó có thể cộng điểm 5 điểm hay là 10 điểm gì đó, tùy theo cái thời gian các bạn đi tình nguyện. Rồi
thậm chí các bạn đi hiến máu nữa, hiến máu hay là tình nguyện nào đặt thì nó cũng có cộng điểm ha. À, rồi tiếp tục nha. Quy ô huy rễ sa dông hệ sơ ia ki bô seo. Bây giờ mình đọc thử nha, các bạn đọc thử nha. Em ơi, một một bạn đọc một câu nha, bạn khoảng đọc câu này, anh Bình đọc câu này, bạn khoảng đọc câu này, Bình đọc câu này, đọc thử nha, xin mời. Xin ăn về mũ rìu cúp xích sô hề so pia cúp phong sa rưng hết nên đề mà xích kê tư xin nên mô mô xúc ưng phô ni cá ma ư mi cam phu tức hết sai rồi. Chữ nó việt tây khó đọc rồi thầy. Xong chưa bạn? Xong rồi, anh Xong đang rồi anh. Tâm chu bù thơ, so nên so nơ, cài cho ngân vì han, mô cùm bún tông ngân, han ta cô, heo. Thế nên, Nam phong xa, thuyền công nghệ, tham do hệ số khắc quan nè ta ni khi thêm thêm tuần ai tư lệ kê tư rưu mừng ca rưu cho chú ốc sợ chú chú ai Uri hơi sai sơ nên mẹ nên so chơi so tức cái chừng qua tóc cơ nội nên vì hàn sa răng lên lên than nanum cùng sa văn tông ngân heo. Rồi, cảm ơn các bạn. Chinan chue mu riu cúp xích xôi sò bê cúp bông sa rê hết lần đề. Tuần trước á, tôi đã tham gia việc tình nguyện, việc chia thức ăn đúng không? Phân chia bê cúp là chia phân phát thức ăn miễn phí. Và khi mà tôi nhìn Bonica, vì nhìn thấy được cái những cái người họ ăn rất là ngon miệng như vậy á, thì tôi rất là mau mi là cái tấm lòng tôi nó rất là sung sướng, kiểu bu tích tha ta là tôi cái tấm lòng tôi rất là vui, rất là sung sướng hãnh diện vì tôi đã giúp đỡ những cái người khó khăn chẳng hạn. Chu bu thờ bắt đầu từ tuần sau á, bắt đầu từ tuần sau sao con mau quay tuần sau á, thì chúng tôi nghe nói là sẽ có cái phong trào quyên góp cho những gia đình, những cái trẻ vị thành niên mà làm chủ gia đình ha. Rồi che nưng na num bông sa huê tôn tham gia hè sò, vì tham gia cái hoạt động tình nguyện, chia sẻ những theo cái khả năng của mình á, thì là nó hắc quân nè ta ni nến hiếm tin ai từ đề kè cứ đi mến cả đời chớ chót xèo. Thì theo cái khả năng kỹ năng của tôi á, thì tôi giúp đỡ những đứa bé mà nó khó khăn việc đến trung tâm luyện tiếng toán hay là tiếng Anh gì đó, là tôi nhưng mà đặc biệt là những trung tâm luyện vẽ thì tôi đã dạy vẽ, đã chỉ dạy vẽ cho các em bé đó. Uri hesai sanen me nhân chơ so tốt ca chân qua tốt cỡ bộ nội nơi vì hàn sa ra nghe dân thánh na nùm bông sa hoi tông ở heo. Công ty chúng tôi hàng năm, mỗi năm thì đều có chương trình hoạt động giúp đỡ, gọi là chia sẻ tình thương, dân thanh. Dân thanh là gì? Dân thanh là các bạn biết là dân thanh là những cái thang đó,
than đá đó. À, dân thân những than đá, à, giúp đỡ cho những người già neo đơn nè, những gia đình có thu nhập thấp. Vì mùa đông thì nó lạnh cho nên là cần những cái viên than đá để sửa nhà. Thì hồi đó này nó có những cái hiện tại cũng có các bạn, hiện tại những cái nơi mà vùng quê á, thì cũng có những cái loại này. Rồi. Đây là những cái câu nói về những cái chiến dịch ha, chiến dịch chúng ta hãy giúp đỡ. À, ví dụ như này nè, nào chúng ta hãy giúp đỡ những người bất hạnh, à hay là nào chúng ta phải chia sẻ tình cái bàn tay xuân, là bàn tay ấm áp, mình chia giống như gửi món đồ quà, gửi yêu thương ha, gửi mà gửi bàn tay ấm áp, những việc này gửi bàn tay ấm áp là làm những cái việc những việc khó khăn, những việc lành, những việc thiện ha. Nào chúng ta hãy 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 dành hãy gì hãy trao cái tình cảm ôn chân và cái tình cảm dành cho những người hàng xóm bị xa lánh, hay là nào chúng ta hãy giúp đỡ những cái gia đình có những cái hoàn cảnh neo đơn, gọi là mồ côi chứ hả, cái này mình có thể dịch mồ côi cũng được, hay là những cái vị thành niên, những trụ cột gia đình là những thanh thanh thiếu niên, những thiếu niên. Vâng, chúng ta hãy chuyển cái tình yêu đến với những gia đình, những người bị xa lánh, hay là chúng ta sẽ chia sẻ tình yêu cho những người xa lánh bằng cách múa kim chi yêu thương. Vâng, thì đây là những cái chiến dịch mà người ta có những cái chiến dịch đó và làm nhiều người, đây là giống như là họ có một số họ đi đến giặt ủi, giặt quần, không có giặt chăn mền, rồi những người người già chăm sóc và y tế, hay là đây là các mẹ nãy cái từ này là nãy thầy nói là than đá, dân than ha, dân than là cái từ này than đá đó, rồi múa kim chi vân vân. Đây là những điều mà người ta giúp đỡ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với động từ, một cái động từ cộng với cấu trúc đó là rakohata. Nó cái từ rakohata này nó đứng sau động từ, một cái động từ nào nó đứng sau và nó truyền lại, truyền đạt gián tiếp lại cái câu mệnh lệnh, truyền lại, có nghĩa là mình nói lại cái người khác họ đã nói gì đó, bây giờ mình truyền đạt lại cái một cái mệnh lệnh hay là một cái lời đề nghị nào đó, một cái yêu cầu, một cái mệnh lệnh hay là một cái yêu cầu nào đó ha. Rồi ví dụ ha, che nướng na nâm bông sao hoa tông nghề tham gia hát rau cổ hết sẹo, tôi được yêu cầu, tôi được yêu cầu hãy tham gia chương trình hoạt động tình nguyện theo cái khả năng, hay là số nhân số nhớ cả trang lễ vì hàn cung bu bằng ngày sớ cứ đi mới ca rư chi rào cổ ha sát xèo, tôi được yêu cầu hay là tôi được yêu cầu đó là hãy dạy vẽ vẽ tranh trong một phòng học dành cho những cái lứa tuổi, những cái gia đình mồ côi, những cái em bé làm chủ gia đình, trụ cột của gia đình, những thiếu niên, thiếu niên trụ cột gia đình. Mô cung quân tông nghệ tham gia hay tan lao cổ hay cơ hiệu, yêu cầu, có một cái yêu cầu, tôi được yêu cầu đó là hãy tham gia chương trình phong trào vận động quyên góp. Rồi buru yếu tốt kỹ hăng sa cha quân bông sa cha rố hoi tông ha ra cô hết xèo, có một yêu cầu hãy tôi được yêu cầu đó là hãy hoạt động tình nguyện để giúp đỡ trong cái buổi lễ dành cho những người bất hạnh, những người hàng xóm bị bất hạnh.
Hôm bữa thầy có một cái cuộc điện thoại có một bạn kia, là bạn nói là thầy ơi bây giờ em đi lên Tây Cu em chơi mà có một cái số người, cái quỹ của UNICEF của thế giới thì họ có nói là bây giờ ai đăng ký cứ hỗ trợ một trợ một tháng để hỗ trợ tiền cho cái chỗ đó. Em thấy mấy mấy đứa trẻ nó đói quá cho nên em cũng đến, em cũng đăng ký, em còn định hỗ trợ là hỗ trợ 3 man thôi, thấy một hỗ trợ một lần thôi. Nhưng sau đó cái người ta kêu mình đăng ký cái thẻ ngân hàng rồi cái hàng tháng như vậy, cái sau đó do không biết nói tiếng hàng tháng cái họ đăng ký do số thẻ vân vân, hàng tháng là trừ 3 man. Thì sắp tới thì cứ hàng tháng trừ 3 man. Thì anh chàng này nói thầy ơi bây giờ em chỉ muốn hỗ trợ một lần thôi chứ hỗ trợ hàng tháng như vậy thì lỡ sau này tiền ra tiền vô em không quản lý được thì rất là khó. Thì anh có nhờ thầy gọi điện để mà giúp đỡ hỗ trợ, và anh chỉ hỗ trợ một lần thôi và họ cũng ok rồi. Cho nên là thật sự thì người Hàn, các bạn người Hàn họ rất là có tấm lòng, họ không chỉ có giúp đỡ ở người Hàn thôi nhưng mà họ nhìn đến cộng đồng hơn, cao hơn nữa, một cộng đồng xa hơn nữa, một cộng đồng những người nghèo ở các nơi trên thế giới. Cho nên là cái người này, người bạn này nói là em được đề nghị, em được đề nghị là hãy hỗ trợ hàng tháng như vậy. Cho nên là thì đó, thì cái bạn nó có thể dùng cái câu này là mô cúm un tô nghĩa chậm giờ hay tanh là cô, đây là hãy coi vậy vô, không phải, nhưng mà tanh là cô hết sợi dầu, hết sợi dầu ha, em được đề nghị để mà mời tham gia chương trình quyên góp vì người nghèo. Cái này thì câu này thì là mỗi câu gọi là truyền đạt lại cái điều, một cái mệnh lệnh nào đó. Ví dụ là ví dụ như là một ví dụ công ty ha, công ty nói với anh công nhân A này, đó là năm nay là công ty mình sẽ tổ chức quyên góp cho cái quỹ dành cho những người bất hạnh. Thì cái công ty kêu mọi người công nhân á, là phải phải quyên góp, phải quyên góp. Thì cái người A này mới đi về nhà nói với người B, nói với vợ, nói là em ơi công ty đợt này là bắt mọi công nhân á, đều phải quyên góp. Thì nói về cái đã cô hết sale này. Bạn còn hiểu không? Hiểu rồi đúng không? Một cái câu nói gián tiếp. Là có nghĩa là người A này kể lại cái chuyện mà người A đã được nghe từ phía công ty, từ phía công ty. Cho nên cái này gọi là câu gián tiếp ha. Rồi, bây giờ người ta chuyển ha, bỏ cái chữ C vô này. Ahop shikashi muryo kupsitsoro oseyo. Thì các bạn thấy là Ahop shikashi muryo kupsitsoro o, chữ o ta, bỏ chữ C vô này, o o ta ha, ora ko hasaseyo, lấy một cái động từ và thêm mỗi cụm từ này vào. Hãy đến, được yêu cầu, tôi được yêu cầu, đó là hãy đến phát thức ăn miễn phí vào lúc 9 giờ, lúc 9 giờ. Rồi câu số 1, bạn bạn khoảng làm thử câu số 1 làm sao đây?소년 소년 과장을 도우라고 했어요. Đúng rồi, tô u ra cô hết sale. Rồi câu số 2 làm sao đây? Tôi về trường tập đi mua phụng trong tan hà là cô hết sale. Đúng rồi, hết sale. Đúng rồi, hãy hãy giúp đỡ, hãy tôi được yêu cầu là được phải phải chuyển những cái hàng hóa để giúp đỡ những người có, những người tầng lớp bị xa lánh. Mua điều cúp xích cử bê cúp hà cô hết sale đúng không? Y bên chú y đôi để buông xa hà cổ
Hết à. Rồi mấy cái này dễ rồi đúng không? Bây giờ là mình làm thử cái câu này ha. Bây giờ cũng vậy. Xin xem niêm kề sơ mỗi đo cô hạ sách xẻo. Thầy giáo đã nói cái gì? Hồi nãy lúc nãy ông thầy giáo yêu cầu gì? Thì cái người này trả lời là thả cách chi kaya hanika nít chi ảnh kế đo cô hạ sách xẻo. Thì thầy giáo đã yêu cầu là mình phải họp nhóm lại cùng đi chứ đừng có trễ nói như vậy thì cái từ môi ta là họp đúng không? Chiki ta là giữ, chana ta là chuyển hay là truyền lại, shi ta là nghỉ ngơi đúng không? Nghỉ, nori ta là chơi. Bây giờ câu này đã câu mỗi mẫu đã dùng câu này rồi, giờ còn bốn câu thì dùng cho bốn câu dưới này. Bây giờ mình thử làm thử nha, sẽ làm thử thành làm mẫu thử nha. Mơ quên sân mua đi dẻo à y cơ edisica mi dân si e kè mô ra cô hết xẻo đó là si e kè chân hát ra cô hết xẻo. Đây là cái món quà gì vậy? Này là bạn edit, bạn muốn tôi chuyển lại, bạn yêu cầu tôi chuyển lại cho bạn mi dân ha. Rồi, bạn khoảng làm thử câu 2 ha. Anh Bình được thì anh làm câu 3 nha. Xin mời. Em đọc anh làm thử anh. Chương 1에 단어 왔어요. 의사 선생님께서 뭐라고 했었어요? 감기가 심하니까 약을 잘 챙겨 먹고 쉬라고 했어요. Đúng rồi, suy ra cô hết sale. Bạn đã đến bệnh viện chưa? Bác sĩ đã nói gì? Ông bác sĩ nói là vì cảm nặng, simhata là cảm nó bị nặng, cảm nặng. Cho nên là phải sao? Phải uống thuốc và thuốc suy ra cô. Phải yêu cầu là phải nghỉ ngơi cho nhiều và bị cảm là thường thường là uống thuốc, không 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 chỉ uống thuốc mà thôi mà mình phải nghỉ ngơi nhiều vào. Anh Bình làm người thử câu số 3 thử nha. Nên biết chỉ cái gì cả miền tuyệt ốc Yên chỉ cái gì cả miền tuyệt ốc Chỉ cần giấc sốc cơn cốc Chỉ khi ra cô hết sợ. Đúng rồi. Ngày mai nếu đi ngày mai thì còn mấy giờ ha? Mấy giờ được? Còn nếu đến 10 giờ, nếu đến 10 giờ là được rồi. Phải hãy tôi được yêu cầu hay là bạn ấy được chúng ta được Giữ yêu giữ cầu lời hứa. giữ nhất định giữ đúng thời gian, đúng thời gian đã hứa. Ai nên ở tia cắt xẻo kẻ sốc sim ha tao cổ hay sổ chính cô tươi quả cạch chí nô đi thời sở nô đào cố hết sẹo nô đào cố hết sẹo. Rồi bây giờ là mình đến với một cái từ, một cái câu cũng đứng sau động từ. Cái này chị cha cô ha ta là đứng sau động từ và nó cũng truyền đạt lại một cái lời đề nghị, chữ đề nghị các bạn, truyền đạt là một cái đề nghị của ai đó cho một người khác, đề nghị ha. Nãy là yêu cầu, yêu cầu là mệnh lệnh, còn đây là đề xuất thôi. Đề xuất là mình cùng làm, hay là mình đừng đi đó, đây là đề nghị. Còn nãy là yêu cầu nói về mệnh lệnh mình phải làm, còn đây là đề nghị. Đề nghị thì đề nghị sau đó thì có làm hay không thì không biết, nhưng mà đề nghị trước ha. Rồi cho nên là đề nghị của một ai đó cho người khác ha.
chọn người A nào đó, chọn người B ha. Rồi thử nha. Elenacito Okiro Hesseo. Bạn bạn Elena Elena bạn đã quyết định đến không? Ne Elenacica Nancica Chunica ta tất hơn copy Masichako Hesseo. Nghĩa là bạn Vân, bạn vì thời tiết lạnh cho nên bạn Elena đó, bạn đề nghị là chúng ta hãy uống cà phê cho nó ấm. Đề nghị cấp cho kia giữa hai người quê chi số ha sách sẻo. Đột nhiên ha, đột nhiên bạn lại hủy du lịch vậy. Tại sao hủy du lịch? Nên bị ca ôi cất cắt tha sơ Kha chi mạng chào cô hết sẹo vì ngày mai vì mai dường như là trời mưa cho nên là tôi được đề nghị là đừng đi. Rất là dễ, những cái cấu trúc này rất là dễ đúng không? Ban sang hề cả chi cấp si ta giúp chính quyền kể cả chi ban sang hề cả chi ca chào cổ hết xeo một cái buổi họp thì ca chào cổ bạn tôi đã đề nghị đi đến họp đúng không? Rồi tiếp tục câu số này thì các bạn thấy là rất là dễ là nó cái từ kata đúng không? Kachi kata thì bỏ chỗ này đi đúng không? Bỏ chỗ bờ sita này thì thêm cái chỗ sao? Thêm cái chỗ là chào cô hết sayo là được ha. Thầy thử làm nha. Giờ bộ nên cho nhóc kê dùng hoa rượu bayo nên cho nhóc kê dân hoa rế bô chào cô bô chào cô ha bô tà đó ha bô chào cô hết sayo bô chào cô hết sayo nha. Rồi bạn khổng làm câu này, anh Minh làm câu này thử nha. Chip Achumani가 주민센터 앞에서 만나자라고 했어요. 자고 Bạn nói chào có hết만나자고 đều đúng rồi.했어요. Ok. Anh Bình làm thử anh Bình. Câu số 3. Các chị Hàn Quốc rừng công phu hai cha. Elixir Hàn các chi Hàn Quốc rừng công phu hai cha cô hết sale. Rồi, đúng rồi. Anh không làm thử câu này thử nữa thứ anh. Nam cha chinh phu ca uri nè nèng e kron ha cha cô hết sale. Rồi các bạn làm rất là giỏi. Cái câu số 4 này hay nè. Uri nè nhớ nè Kenon Hapsita thì mình trả lời là nam cha chinh cô cả Uri nè nhớ nè Kenon hai chào cô hết sẹo bạn trai tôi đề nghị tôi là năm sau chúng ta kết hôn. Vâng, là tốt. Rồi Iben Chuma để giặc số kỳ ít xẻo cuối tuần này bạn có hẹn hứa có hẹn gì không? Thì người ta trả lời no đi công quân này cao ta nè ai ca cạch chi các bạn thấy là thêm chữ này ha, bỏ chữ này giống bên này đúng không? No đi con qua né cá, đây là mình thêm là chào cô hết sale. Rồi câu số mình làm thử nha. Ở trẻ chingua dân hoa rê chê mi ít kê bát sale nhiêu chê mi ọp sư cất cắt tha sờ vô chi
mãi chào cô bố chi mà chào cô bố chi mãi chào à mãi chào nhé mà bố chi à bố chi mãi chào cô hết sale rồi bạn anh Bình làm câu này bạn khó làm thử câu này thử nha. Thế nên bây giờ nên chẳng cô chẳng cô chết sao anh yêu suri bì mà anh đi trời sơ xe sai cha cô hết sao À, không à, để dịch thử rồi mình à, tiếp nào cái okay, bạn đã sửa ha sửa đã sửa tivi thế nào đúng không không vì cái phí sửa nó đắt quá cho nên là tôi đã mua cái mới à, tôi đề nghị mua cái mới rồi hôm nay nói sao cậu ba làm sao đây. và họ thì luôn cứ ok ta kê ta sẽ ổn năm sau này kinh chích cất năn ta có mà thứ ghê sang hơn phô rò ca trà cô hết rồi. Bạn đi đâu mà vội vậy? À, hôm nay à, chồng tôi về nhà sớm đúng không? Chích kích năng tà. Cho nên là định đi chợ ha. Là được đi chợ. À, cầm cái dễ băng chú sao rồi mà chắc sẽ ở. À, bạn đã tiêm phòng cái thuốc cảm cúm à, mùa đông chưa? À, chích ảnh mà chắc sẽ chưa? Tôi chưa có tiêm. Hôm nay à, tôi dự định cùng với những đứa con à, cùng với con tôi sẽ đi tiêm à, thuốc ngừa tại à, một con xô ha tại gọi là à, trạm y tế rồi à, bây giờ mình thử đọc qua đoạn hội thoại này nha. Mời anh Bình đọc Eva và bạn Khón đọc Elena nha. Xin mời các bạn. Ibn chu thôi yên ô huê phúc chi quan đề sơ un ru y út tốc kỳ rin hàn ta go heo ira ira si ga gạch chi phong sa hà cha go hết rin đề elena si to gạch chi hàn lê yo Rồi đó, cho tôi hô ta ít không sao hả cô suy phát hình đề chẳng thế nèo tuần đề ở tôn ý rừng hay à hàn đề Hôn cha sa nên nội từ nề kê kim chi rừng tam ca chủ cô chừng sở rừng tổ tri mừng kê cho tôi xin chào hạ cô để ở tốc kê hạ nhân tếu Irina Shika Chân Hòa Rô Cách Chi Xin chân Hàn Đà Gô Chầm Ca Giờ bù mình ảnh rờ ta là cô hết sơ. nè tôi rằng cho tôi xin chào hạ kê xin chào hạ kết tà cô trong hè chú hiểu dương lắc hè chu cho sao không ao Các bạn đọc mà rất là tốt nhưng mà còn hơi cứng nha. Chỗ này là ảnh lơ thành lơ cô hết sẹo kể lắc he cho sổ có mau rồi nào các bạn đọc rất là nhẹ nhàng các bạn đọc hơi cứng một chút ha cái này là cho nên là các bạn mình đòi hỏi là mình đọc nhiều một chút ha cái chỗ chua sổ à chua sa này cái từ đấy mình phát âm 2 lần hay là ba 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 lần hai lần thôi em chua chua là chữ chua sa này chua sa này cho sở à, người ta đã kết hợp lại là người ta đã viết tắt cho mình rồi đã nè từ này không đã nghĩa là chữ đã chu ơ đúng không nhưng mà người đã ta đã viết tắt là chua rồi à, canh chua chua sở rồi ha ừ, cho nên là em không cần đọc hay à, chua sở của ma quỷ cho nên là những từ này thầy thấy các bạn đọc tốt nhưng mà mình đọc thêm nữa thì nó
văn cái miệng mình nó dẻo á, thì khi mình không phải là dẻo mà cái miệng mình nó quen rồi đó, thì khi mình đọc nó rất là nhẹ nhàng. Mà khi mình đọc nhẹ nhàng á, và nó đi không phải là nhẹ nhàng về vấn đề cái tính nhẹ nhàng, nhưng mà khi nó mềm mại như vậy thì khi mình nói chuyện thì nó cũng sẽ nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Chứ vậy các bạn nói mình không tập đọc cứng, nó cứng quá thì khi nói chuyện cũng vậy, các bạn nó nói chuyện hay bị cứng nhắc đúng không, rất là cứng. Nhưng mà các bạn có đầy đủ cái từ vựng và cũng như luyện tập đủ những cái phần đọc này thì các bạn sẽ giỏi ha. Cho nên là mình học một một tuần mình học một một bài, nhưng mà trong tuần các bạn có thời gian các bạn lật sách lại ha, các bạn cứ đọc đi đọc lại ha, đọc cho nó quen miệng, đọc to lên ha, có không gian thì cứ đọc to lên. Vì khi mà đọc như vậy thì các bạn cũng có thể nghe, và cái tai các bạn nghe, và khi tai các bạn nghe thì đây là một cái điều mà rất là tốt, để khi người ta nghe nói các bạn thì mình sẽ hiểu rõ người ta nói gì, là vì do cái từ đó mình đã được học và mình đã được nghe, mà nghe nhiều lần như vậy, càng nghe nhiều lần thì nó quen, các bạn hiểu không? Cho nên là nghe càng nhiều lần nó quen. Mà làm sao nghe? Một là nghe lên tivi, hai ấy, là trong sách này mình đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui đọc xuôi đọc ngược, mình nghe suốt như vậy là mình hiểu. Cho nên nghe lâu riết là quen ha, rất là tốt. Các bạn có cố gắng và tiếp tục cố gắng ha. Vâng. Mình thử dịch thử nha. Dịch. Ibn chu thoyo i ohu bốc chi con nè sơ bùi i út tập kỳ đế hắn ta có heo. Thứ bảy tuần này ha, lúc chiều chiều thứ bảy tuần này, tôi nghe là có việc phải đi giúp đỡ những người hàng xóm gặp gặp những cái bất hạnh, gặp bất hạnh ở tại cái tòa nhà phúc lợi, tòa nhà phúc lợi. Irina Sika Kachi Bonsaha cho cô hết nền tệ. Tôi đã được đề nghị ha, được đề nghị cùng với bạn Irina đi phục vụ. Còn bạn Elena, bạn có muốn đi không? Vậy hả? Nếu mà có cơ hội á, thì tôi cũng muốn phục vụ. Nhưng mà mình làm việc gì? Nhưng mà mình sẽ phục vụ cái gì? Honja sanen no in tereke kim chi rư tam ka chuko chung so re to wa tư đi mình tèo. Có nghĩa là mình làm hai thứ đúng không? Một là muối kim chi dành cho những người già neo đơn ha, người già sống một mình là neo đơn đó. Và mình đến đó mình dọn dẹp nhà cho họ. Cho tôi xin cho hai cô xếp hình tệ ở tất cả hai mình tệ. Tôi thì tôi cũng muốn đăng ký, nhưng mà mình làm thế nào, đăng ký như thế nào? Iri Nasika Chanhoro Kachi xin cho anh ta cổ tham khá Yabuman Alia Thanh là cô hết sẹo. Có nghĩa là mình gọi điện ha, hãy gọi điện, hãy gọi điện ha, gọi điện đăng ký gọi cho bạn gì, bạn Edina này, hãy gọi điện cho Edina đăng ký thêm tham ca, đăng ký thêm là được, là cô này yêu cầu đăng ký, yêu cầu đăng ký thêm là được. Vâng, nếu vậy thì tôi sẽ xin chân hát kết tàu của chân hê chú xeo dành lắc cho sổ có mau nếu vậy thì nếu vậy thì đăng ký cho tôi với, truyền chuyển chuyển lại là đăng ký cho tôi với. Xin cảm ơn bạn đã liên lạc. Vâng, các bạn việc đăng ký để mà giúp đỡ thì nó rất là tốt nếu mà có thời gian. Còn thầy thì thầy có cái cơ hội là thầy đi giúp đỡ cho một cái thư viện đó,
với một tuần là đi tới đó đi dọn sách 2 lần, mà nhờ các bạn nhờ thầy đi nhờ đi dọn sách như vậy thì thầy có cơ hội đọc nhiều sách, đi dọn ít thôi, ít thời gian thôi, 2 tiếng thì mình dọn khoảng chắc 30 phút, còn thời gian là 1 tiếng rưỡi thì thầy có thể đọc sách này sách kia rất là tốt. Cho nên là phục vụ ở đâu, phục vụ ở thư viện thì nó rất là tốt, là mình đọc sách và sau này mình cũng có được, có thể mình được cộng điểm, mình muốn đổi visa gì đó mình cũng có thể được cộng điểm, nó rất là tốt. Rồi phòng nghe, thì mai một mình sẽ nghe sau nha. Vâng, chúng ta sẽ đi đến với phần này, nhưng mà bây giờ trễ, các bạn muốn đọc chung cái này hay là các bạn muốn tự về nhà đọc? Trễ không?